Nó nằm vậy thôi chứ không phải chết đâu. Bỏ đầy vô vỏ đi, nó không bò ra được đâu. Nắm cái tay rút lại á. Trời ơi bự kìa. Trời ơi bự cho bá luôn kìa. Ê bự đó, không nhỏ đâu, thấy cái đầu vậy đó. Chặt đi cho chắc. Ừ. Lụm. Ý. Được, được. Khó bắt lắm, mấy con này nó trơn như con lươn vậy đó mọi người, khó bắt lắm. Chạy đường nào. Ừ, trời ơi cho bá luôn kìa. Quá dữ rồi. Có không? Ừ, nhỏ. Lấy đúng không? Đúng không? Rồi, đụng leo kéo lên. Rồi, kiếm ăn được, kiếm ăn được, kiếm ăn được. Chừng chục con thôi. Chết không? Mày chừng rút á. Rút không? Thấy không? Nó nằm vậy thôi chứ không phải chết đâu. Bỏ đầy vô vỏ đi, nó không bò ra được đâu. Một con. Ủa, chờ chờ bá không được. Lấy cái dao, lấy cái sóng, chặt 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 nhẹ cái là nó ấy. Bắt luôn. Nắm cái tay rút lại á. Bự không, bự không? Không được đâu. Kìa nó kìa. Lụm, thấy không? Nó rồi mà, khó. Khó cái là lụm mà. Phải không? Phải con này không? Khó cái nằm đó đó. Trời ơi, bự kìa. Bằng con nãy, ý bự hơn con nãy luôn á. Đó đó, đó đó. Lấy dao chặt đi. Cho chắc. Nó thấy không? Còn nhúng nhích thấy không? Trời ơi, bự cho bá luôn kìa. Ôi, ba con nha mọi người. Quá bự rồi. Lịch đồng nha. Đâu? Ê, bự đó, không nhỏ đâu, thấy cái đầu vậy đó. Chặt đi cho chắc. Ừ. Còn không? Ủa, bự đó, nhỏ đó. Bự hơn con, bự hơn con bé nè. Ý, con bự nè, cái đầu chà bá luôn nè. Nó nè. Lấy cái dao chặt nha. Lụm. Bự không? Ý, được. Được, được. chặt đi cho chắc. Ấm. Một con nữa mọi người. Ôi, một con nữa. Không chặt là khó bắt lắm, mấy con này nó trơn như con lươn vậy đó mọi người, khó bắt lắm. Một con nữa nha. À, đâu không chừng rút rồi, làm mạnh quá nó rút. Nhìn kỹ rồi, ngay đây vậy. Cái dao sẵn, lấy cái dao liền, nó chạy. Một con lịch nữa mọi người. Con này bự nè. Chạy luôn hả? Còn kia. Nó thấy vàng vàng đó mà. Chạy đường nào. Ừ, chỗ cho bá luôn kìa. Quá dữ rồi. Một con lịch nữa mọi người. Mà hơi bé. Hơi bé con kiếm ăn được. Bự không? Chỗ nào vậy có thấy đâu? Ừ đó kìa kìa. Liền đi đến nó chạy. Còn không nữa. Còn không? Ủa nhỏ.
con cua như là con khổng lồ vậy á. Con lấy cái dầm á, con để ở dưới con xeo lên thử coi dính không. Lấy dầm dưới xeo lên rồi chạy. Ôi tú trong rồi, không có lấy bắt được đâu. Nó khôn lắm. Bự không? Bự không? Đi bự đó, chặt liền. Mạnh lên chứ vậy. Rồi rút mắt rồi. Từ từ vô được rồi. Còn không? Mắt rồi, hay lắm. Trời ơi, cái hang của nó rút hay lắm, dễ gì chặt cái kiểu đó không có chết nữa đâu. Gán được rồi, gán một chút nè. Không dính nó đâu, hay lắm, nó rút nó rồi. Còn không? Tèn tèn thôi, đừng có làm nước mạnh quá, rồi lấy cái dao đi. Cái dao đi, mạnh lên chứ đừng làm nhẹ như nãy nha. Rồi mắc ơi, còn. Nhắm dính không? Đúng không? Rồi, đúng leo kéo lên. Rồi, kiếm ăn được. Rồi, con bé. Thấy con nào đâu. Rồi thành quả hôm nay đi săn lịch đồng là được 8-9 con mọi người. Tính mấy con nhỏ luôn thì mới được 9 con ha. Mấy con bự thôi, tính mấy con bự thôi là được 8 con. Thằng đây được mấy con này. Đây được mấy con to nè. Lịch đồng ha mọi người, to vàng ẻo luôn. Đây mọi người có thể xem cận ha. Oa dữ. Đây là con lịch nhỏ nè. Đây một con cũng vừa. Ba con nằm ở đây. Còn là đây là con to này, vàng ẻo luôn ha. Cái con này mới đã rồi trời. Con nào được như con đó thì thứ gì chịu nổi. Chừng chục con thôi. Đúng không? 10 con phải không? Con nhỏ nữa nè. Con nhỏ này nữa nè. Sảy con thôi là 11 con à. Chỉ có chút xíu mà cái này. Vậy nó không thấy nó bị chói. Rồi này. Lọc lên cho nó. Ê, cuộn bông lấy đi. Làm lại, rồi, từ từ đứng lại. Rồi, đứng lại. Ký 50. Ký mốt. Ký mốt. Rồi, clip của mình xin tạm dừng ở đây mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau trên kênh của mình ha. Rồi, bye bye mọi người ha.